Dạ vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến. Thật đúng là ở nhà ông bà ta thì đã có câu rằng: con người thì có tổ có tâm, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới vươn cành xanh lá, mà nước có nguồn mới biển cả sông sâu. Mà ngày hôm nay thì con đi xây dựng cuộc đời, mẹ cha cũng có đôi lời để bên con. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lời phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà gái, có đôi lời phát biểu cho dâu cũng như ra mắt toàn thể hội hôn. Trân trọng kính mời bác. Lời đầu tiên, thay mặt cho đoàn đại biểu hội nhà gái, tôi xin gửi tới các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu lời chào và lời kính chúc sức khỏe chân thành thắm thiết nhất. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên xa gần của hai cháu. Trải qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu, được sự đồng ý nhất trí của hai bên bố mẹ, họ mạc và các cháu, đã được chính quyền địa phương của hai xã đồng ý cho phép đăng ký xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Hôm nay hai gia đình chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt tổ chức buổi lễ vui hôn lễ mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu của chúng tôi. Gia đình nhà gái chúng tôi đưa cháu theo về đây để trao cho nhà trai cháu theo chính thức từ nay ngày hôm nay về gia đình nhà trai làm vợ của cháu Phú. Gia đình nhà gái chúng tôi gửi gắm tình cảm của quê hương Tân Phong và gia tộc họ Nguyễn Thế chúng tôi gửi gắm tới họ nhà trai, mong được sự giúp đỡ của các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác và nhất là bố mẹ của cháu và cháu Phú giúp đỡ và mong dạy bảo cháu trở thành một người con dâu hiền của dòng tộc và của gia đình họ nhà trai. Và cũng chính thức hôm nay gia đình nhà gái chúng tôi rất mừng là được đón nhận cháu Phú làm con rể của gia đình nhà gái và dòng tộc chúng tôi. Chúng tôi mong hai cháu sẽ chọn nghĩa chọn tình trăm năm hạnh phúc và mong hai cháu xứng với ông cha đã mong muốn là dâu hiền và đề thảo. Các cháu phải hoàn thành nhiệm vụ của các cháu là người con dâu hiền và người đề thảo. Cuối cùng xin gửi tới các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác lời chào và lời kính chúc sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được gửi lời cho gia đình họ nhà trai, đến lời cha bạn trẻ. Xin được cảm ơn lời phát biểu vô cùng chân tình và sâu sắc nhất, cũng như chăn chứa tình yêu thương của bác chủ đoàn dành cho hai con hai cháu của mình trong buổi trưa nay. Dạ vâng, ngoài sự chúc phúc cho hai con hai cháu của mình, bác cũng quên cảm ơn sự đón tiếp vô cùng nồng thắm của gia đình họ nhà trai tại buổi tiệc trưa nay. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác và chúc bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, sống vui, sống khỏe bên con cháu Thảo Hiền. Xin mời quý vị chúng ta nồng một tràng pháo tay nồng nhiệt cho bác chủ đoàn đại diện họ nhà gái.